Có thể bạn không tin, nhưng đây là cuộc thảm họa tàn khốc nhất trong lịch sử di cư của loài người. Chỉ với một lần bấm nút, đã phóng 5.000 người đến nơi khác để sinh sống. Nhưng nếu có vấn đề xảy ra, thì họ sẽ trôi dạt trong không gian vô tận mãi mãi. Hóa ra vào năm 2174, vì dân số quá đông nên đã làm cạn kiệt tài nguyên của trái đất. Vì vậy loài người đã xây dựng một hành tinh mới trong không gian, gần giống như trái đất. Và thế là 60.000 nam và nữ đã được chọn đi lên tàu vũ trụ để di chuyển đến đó. Nhưng mặt trái của việc di cư này là nếu ngủ quá lâu thì sẽ dẫn đến nhân cách bị phân liệt di chứng. Có nghĩa là ta sẽ bị đột biến khi đến thế giới tương lai xa. Không biết đã dịch chuyển bao lâu, cùng một trận dãy giụa đau đớn. Người đàn ông từ trong khoang ngủ đông tỉnh lại. Sau đó anh ta bước ra ngoài, rồi lột sạch hết những miếng da chết trên cơ thể của mình ra. Khi người đàn ông vẫn còn đang bỡ ngỡ với mọi thứ xung quanh, thì đột nhiên đèn trên tàu bị tắt. Nhưng may mắn thay, anh ta đã tìm thấy một cây đèn pin để rọi xung quanh. Sau đó người đàn ông phát hiện ra rằng tất cả các khoang ngủ đông còn lại đều trống ngoại trừ khoang của trung úy Peyton. Thì ra không chỉ có một mình rách di cư đến đây, mà còn có thêm những người khác không may mắn khác. Trong lúc anh ta đang cố nhớ lại mọi thứ, thì bất ngờ phi thuyền bị rung lắc dữ dội. Thì ra khoang ngủ đông của thuyền trưởng đã được kích hoạt thành công. Nhưng khi Peyton bước ra khỏi khoang, thì ông ta không còn nhớ gì nữa. Sau đó hai người tìm cách thoát ra khỏi đây bằng đường thông khí. Đối với lối vào nhỏ như vậy, thuyền trưởng đã ra lệnh cho Jack cầm theo thiết bị liên lạc rồi trèo vào bên trong. Nhưng đường ống ngày càng hẹp lại, và cái nóng khiến Jack không thể chịu nổi, khiến anh ta đành phải gieo mình xuống dưới. Thì lúc này Jack nhìn thấy, hình như cũng có người muốn trốn khỏi đây nhưng không gặp may. Sau đó anh ta mở cửa đường ống để thoát ra. Tuy nhiên hiện tại thiết bị liên lạc lại không có tín hiệu, và phạm vi chiếu sáng của que phát sáng cũng bị hạn chế. Trong đêm tối mờ mờ ảo ảo, thì ở phía xa lại xuất hiện một cái bóng đen. Khi Jack nhìn kỹ lại thì phát hiện đó lại là một xác chết. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh ta bị người phụ nữ nhảy ra đè xuống đất, rồi dùng lưỡi dao kề vào cổ họng, thì đột nhiên một âm thanh vang lên khiến Jack giật mình. Khi anh ta quay lại lần nữa, thì người phụ nữ bí ẩn đó đã biến mất. Nhưng âm thanh rợn người kia lại vang lên, cùng với một tiếng nhai xào xạc, khiến Jack sợ hãi bỏ chạy tè ra quần, rồi trốn vào một góc tối cho đến khi nó tiến lại gần. Lúc này anh ta đã mạnh dạn nhìn ra xem âm thanh đó là gì. Hóa ra đó chính là một quái vật kỳ lạ hình dạng con người, cùng với hàm răng sắc nhọn. Nó đang lục tìm ở bên ngoài để tìm con mồi, trong khi Jack thở không thành tiếng. Sau khi đã xác định xong, quái vật liền nhảy lên dùng vũ khí của mình để đưa người đàn ông đi. Hóa ra Jack đã trốn thoát bằng cách là sử dụng xác chết ở lối đi lúc nãy để làm vật tế thần. Sau đó thuyền trưởng Peyton đã nói cho anh ta một lộ trình để khởi động lại nguồn điện. Đó là anh cần phải đi đến lò phản ứng ở phi thuyền. Tuy nhiên lần này Jack đã tự trang bị vũ khí rồi tiếp tục lên đường. Nhưng cứ đi được hai bước thì Jack lại nhìn thấy có một thi thể. Kỳ lạ là chúng được buộc vào một sợi dây kéo lên trên, rõ ràng đây là một cái bẫy. Vậy người đã vặn bẫy là ai? Thì đột nhiên lúc này một thi thể làm mồi nhử lại mở mắt ra, không kịp nghĩ Jack liền cứu anh ta ra. Nhưng không ngờ người đàn ông này lại liều lĩnh đến vậy, anh ta vội vã bôi dầu máy lên khắp cơ thể để giấu mùi. Sau đó con quái vật lại tấn công, thế là cả hai đành trốn trong đáy tàu không dám thở. Nhưng sau đó một sợi dây quen thuộc đã trói người đàn ông đưa lên không trung. Hóa ra chỉ số thông minh của bọn quái vật này không thua gì con người. Thấy vậy Jack liền bắn vào con quái vật, nhưng anh ta đã làm kinh động nó. Thế là con thủ lĩnh cùng đàn em của nó đuổi giết anh ta, khiến Jack hoảng sợ rơi vào hang ổ quái vật. Khi nhìn thấy Jack sắp bị lũ quái vật bắt, thì một lưỡi kiếm sắc bén xuất hiện cứu anh ta. Sau đó nhanh chóng trốn vào bên trong, nhờ vậy mới cắt đuôi được lũ quái vật. Cách sinh tồn gần như theo bản năng này đã khiến Jack không khỏi choáng váng. Sau đó Tony cho thấy dấu ấn trên cánh tay của anh ta, và hóa ra anh cũng là một phi hành đoàn. Khi cả hai cùng nhau tìm cách để thoát ra khỏi đây, thì vô tình gặp lại người phụ nữ trong bóng tối. Lúc này Lisa xác nhận rằng cả hai đang bị lạc đường và cô ta có thể dẫn họ đi cùng. Tuy nhiên lúc cả ba đến nơi cửa khoang tàu, thì đột nhiên lũ quái vật lại xuất hiện. Thế là Jack liền nổ súng làm con quái vật phải lùi bước, sau đó cả ba nhanh chóng trốn vào bên trong. Nhưng bất ngờ hơn, nơi đây lại chính là hang ổ chứa con non của lũ quái vật. Hóa ra bọn chúng đã lấy tất cả nguồn điện của con tàu để nuôi con non của mình. Vì quá cay cú Jack liền lấy một con châu chấu ra ăn để thỏa mãn cơn đói của mình. Vậy có nghĩa là nếu lúc này cả ba khởi động lại lò phản ứng, thì lứa quái vật mới đang ngủ đông kia sẽ bị ngủm củ tỏi. Sau đó họ lén đi đến trung tâm của lò phản ứng, thì nhìn thấy trước mặt là một khoang ngủ đông vẫn hoạt động. Và bên trong là một cô gái trắng trẻo như Ngọc Trinh, đang chờ để được lũ quái vật cho ăn. Lúc này Tony đại diện đi thăm dò, còn Jack và Lisa sẽ ở lại đây để canh chừng. Thì đột nhiên con quái vật chúa xuất hiện, khiến cả hai phải nhảy vào trong hố phân để trốn. Không còn từ gì để diễn tả vào lúc này, họ chỉ đành cố nén cơn buồn nôn của mình. Sau đó Jack cùng Lisa từ từ leo lên khi con quái vật đã rời đi. Thì đột nhiên một con quái vật bị nhảy ra đạp Jack bay đi, rồi nó xoay người chuẩn bị làm thịt Lisa. Lúc này, trong đầu Jack vang lên một tiếng gọi từ khoang ngủ đông.
Thế là anh ta liền nhảy đến chiến đấu với yêu quái, nhưng Jack căn bản không phải đối thủ của nó. May mắn thay, Tony đã đến kịp thời xuất hiện, thế là cả ba người họ đã hợp tác với nhau để bóp cổ con quái vật. Và đây cũng là lần đầu tiên họ đánh bại một con quái vật. Ở góc cao, con quái vật thủ lĩnh đã nhìn thấy tất cả những điều này. Vì vậy nó liền tức giận vung thanh sắt để tập hợp quân đội của mình, rồi lập tức truy cùng giết tận cả ba người họ. Lũ quái vật đang đuổi thì thấy một khoan ngủ đông được mở ra. Thế là người đàn ông số nhọ này đã trở thành bữa ăn của lũ quái vật ngay khi vừa tỉnh dậy. Đúng là vừa sinh ra đã nằm ngay vạch đích, thương anh ha ha. Bên này thuyền trưởng Peyton rất lo lắng khi không nhận được phản hồi từ Jack. Thì đột nhiên có một giọng nói phát ra từ buồng lái, rồi lại chìm trong im lặng. Thế là Peyton cầm thanh sắt chậm rãi tới gần xem. Tính dùng phóng lợn để tấn công, thì bất ngờ một người đàn ông lạ từ đâu chui ra. Lúc này anh ta đang ôm những sợi dây dầu và khóc trong sự sợ hãi. Sau khi đợi người đàn bình tĩnh lại, thì đội trưởng liền hỏi hắn, tại sao chú em lại xuất hiện ở đây? Thì hắn ta liền trả lời với vẻ mặt đầy nham hiểm và không còn sợ sệt như lúc nãy nữa. Thấy không ổn, Peyton liền lấy ra một mũi thuốc mê để tiêm cho hắn. Nhưng không ngờ là lại bị hắn ta phát hiện ra. Còn bên này Jack và đồng đội đang hợp tác với nhau để thoát khỏi vòng vây của lũ quái vật. Nhưng không ngờ họ lại đụng phải một ông già. Ông lão không nhớ mình đã tỉnh dậy bao lâu, nhưng ông ta biết con quái vật đã chiếm lấy tàu vũ trụ như thế nào. Hóa ra sau khi phi thuyền rời khỏi trái đất, con người trên trái đất đã phát động một cuộc chiến tranh hạt nhân để tranh giành tài nguyên, sau đó trực tiếp cho nổ tung trái đất. Biết được điều này, các thành viên phi hành gia đã suy sụp tinh thần. Và một người trong số họ đã giết đồng đội của mình, đồng thời ngẫu nhiên đánh thức vô số kén ngủ đông. Sau hàng ngàn năm chiến đấu, những người này cuối cùng đã trở thành quái vật hiện tại. Và chính là anh ta. Kẻ mất trí này không ai khác chính là thuyền trưởng lúc còn trẻ. Hắn ta khuyên Peyton nên rời phi thuyền càng sớm càng tốt, vì thuyền trưởng hiện tại có thể khởi động lại tàu để cứu cả nhân loại. Nhưng Peyton hiện tại không đồng ý, nên cả hai liền tẩn nhau một trận. Lúc này thuyền trưởng trong quá khứ đấu tay đôi với thuyền trưởng ở tương lai. Khi cả hai đang giằng co, thì đột nhiên khẩu súng gây mê xuyên vào cơ thể thuyền trưởng hiện tại. Tuy nhiên có gì đó sai sai, thì ra thuyền trưởng ở hiện tại là người có hai nhân cách. Nếu bây giờ là nhân cách của kẻ thống trị trong ông ta được thức tỉnh, thì tất cả những nỗ lực của ba người Jack sẽ hoàn toàn kết thúc. Lúc này, cả ba cuối cùng cũng đến được lò phản ứng để kích hoạt. Thì thấy lũ con quái vật đang nằm dày đặc tập trung lại với nhau. Thì ra lò phản ứng rất nóng, nên chúng coi nơi này như một phòng xông hơi miễn phí. Sau đó Jack bôi dầu máy lên người để che đậy hơi thở, rồi tìm kiếm bàn điều khiển giữa đám quái vật nhớp nháp và bẩn thỉu này. Thì lúc này Tony theo kế hoạch làm rơi đèn pin xuống trúng đầu một quái vật, khiến bọn chúng thức tỉnh đuổi theo anh ta. Sau khi bỏ chạy và đồng thời hạ được một con, Tony đã nhìn thấy một em bé quái vật. Khi anh ta cầm con dao lên định đâm, thì thấy nó tội quá nên tha. Ai ngờ đâu em bé quái vật lại tung đòn, khiến Tony lên ngắm gà khỏa thân ngay tại chỗ. Vì hầu hết những con quái vật đã đuổi theo Tony, nên Jack cuối cùng cũng có thời gian để khởi động lại lò phản ứng. Khi cột năng lượng di chuyển xuống phía dưới, thì sẽ hồi phục phần sâu nhất trong con tàu. Sau đó Jack cảnh giác chạy vào buồng lái và hỏi danh tính thực sự của thuyền trưởng, thì phát hiện đi là nhân cách khác của ông ta. Thật bất ngờ, ông ta đã mở cửa trước của tàu vũ trụ ra. Lúc này bên ngoài tối đen như mực, ta thậm chí còn không biết mình đang ở đâu. Sau đó tên Peyton nói, không cần phải chờ đợi cái chết từ lò phản ứng, mà con người cuối cùng sẽ không hối tiếc về tội ác của mình. Rồi nói sau này Jack cũng trở thành quái vật, và những con quái vật mà anh ta đang cố gắng tiêu diệt, một trong số đó, có khi lại là anh ta trong tương lai. Vì Jack không muốn điều này xảy ra, nên anh ta đã đưa tên Peyton lên hít nhan. Nhưng lúc này Lisa lại đột nhiên phát hiện, có gì đó không đúng. Đủ loại sinh vật biển sâu nhất ở đại dương lại xuất hiện ở không gian bên ngoài. Điều này có nghĩa là con tàu này đã đến hành tinh mới từ lâu, nhưng lại nằm sâu dưới đáy đại dương. Thì lúc này Jack mới phát hiện là chuyến di cư của anh ta đã kéo dài 923 năm. Và mọi người đã biến mất trong khoang ngủ đông trước đó, họ đã thành công lên đất liền. Sau khi biết được tất cả, Jack cảm thấy tuyệt vọng. Thế là anh ta liền bắn vào con quái vật chúa, đó cũng chính là bản thân của anh ta trong tương lai. Vì vậy mà tấm kính của con tàu bị nứt ra, nước lập tức tràn vào trong. Lúc nguy cấp, Jack nhanh chóng đưa Lisa vào khoang ngủ đông của mình, rồi kích hoạt chế độ bay để cả hai được lên bờ. Chẳng mấy chốc, khoang ngủ đông của họ đã nổi lên mặt nước và cả hai đã thành công trở lại sống ở hành tinh mới của mình. Bộ phim đến đây là hết rồi. Mình là Điền Tây Tiểu Ca, nếu thấy hay nhớ bấm 2 lần đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong bộ phim hấp dẫn tiếp theo.